lắp màn hình, tặng loa súp. Đây là chương trình lớn chưa từng có đến từ Nakamichi. Nakamichi là một hãng âm thanh có từ năm 1948, nên nói về chất lượng âm cũng như khả năng xử lý có thừa. Cụ thể thế nào, mời anh em chúng ta lên xe trải nghiệm nhé. Với một chiếc xe mà nổi tiếng với khoang cabin xấu như Forerunner, nhưng mà sau khi lắp đặt cái màn Nakamichi này, anh chị có thể thấy là nó sang trọng hơn rất là nhiều. Đấy, giao diện phong cách Bắc Âu nhé, rất giống như trên những mẫu xe Volvo luôn. Và quan trọng là nó mượt. Đây, về tốc độ này, không khác gì một chiếc máy tính bảng luôn. Cấu hình tính năng sẽ có đủ hết anh chị nhé. Có Google Chrome này, YouTube này, cửa hàng Play này, Google Maps dẫn đường này, YouTube Advanced, đầy đủ hết. Nhưng cái hay nhất ấy, nó sẽ nằm ở đây này. Ngoài việc mà có thể xử lý được những cái định dạng âm thanh cao nhất, ví dụ như là Hi-Rec này, DSD này hay DTS, thì Nakamichi mang đến rất nhiều các tùy chọn kênh âm thanh. Nó sẽ phù hợp với tất cả những cái dàn loa nguyên bản theo xe. Hoặc nếu các bác có điều kiện, mình hoàn toàn có thể lên những cái dàn loa 3-way như thế này, nó sẽ hiệu quả hơn. Có khá nhiều những cái bộ EQ cân chỉnh sẵn này, cân chỉnh trước sau trái phải này. Có rất nhiều các chế độ nghe, nhưng đặc biệt nhất thì phải ở đây. Mà Nakamichi này sẽ tích hợp sẵn một cái bộ xử lý tín hiệu số DSP, cắt tần này, xử lý nhiễu này. Ngoài ra nó còn xử lý được cái độ delay. Độ delay ở đây là gì? Anh chị có thể hình dung chúng ta ngồi tại vị trí này, khoảng cách chúng ta ngồi từ đây đến cái loa này, đến loa này hay loa phía sau, loa trung tâm, loa súp là hoàn toàn khác nhau. Chính vì khoảng cách khác nhau sẽ dẫn đến việc mà âm thanh từ loa xa nhất đến tai chúng ta nó sẽ bị chậm hơn so với những cái âm thanh từ loa gần. Và nhiệm vụ của cái bộ DSP này, đấy là chúng ta chỉ cần nhập cái khoảng cách từ các vị trí loa vào đây, và nó sẽ hòa trộn xử lý để có thể cân bằng một cách chuẩn xác nhất. Sau đó thì gần như nó sẽ tái tạo cực kỳ tốt một cái sân khấu giống như ca sĩ đang trình diễn ngay trước mặt chúng ta ở khu vực tablo này. Thì anh chị có thể thấy đấy là một trong những cái tính năng cực kỳ quan trọng và là giá trị đắt tiền nhất ở trên những cái màn Nakamichi, mà không có bất kỳ một cái màn Android nào có thể so sánh được.